Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn. Hôm nay tôi quay lại và giới thiệu với các bạn thêm một thủ thuật mới trên hệ điều hành Windows. Và sau đây tôi có một thư mục như sau. Các bạn quan sát thư mục này của tôi có các file dữ liệu là hình ảnh, file văn bản Word và file bản tính Excel. Và khi tôi bấm chuột vào một file dữ liệu thì lập tức nội dung của file dữ liệu đó hiển thị ở khung bên tay phải. Các bạn quan sát ở đây tôi có một hình ảnh và khi tôi bấm chuột vào thì hình ảnh đó sẽ xuất hiện. Tương tự khi tôi nhấp chuột vào một file văn bản thì nội dung của văn bản đó hiện lên. Đây là cách các bạn xem nhanh nội dung một file dữ liệu, hình ảnh, văn bản hoặc là bản tính trên hệ điều hành Windows một cách nhanh chóng. Và sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách xem nhanh nội dung của một file văn bản Word, một file bản tính Excel, một file hình ảnh trên hệ điều hành Windows. Để thực hiện, đầu tiên các bạn vào giải lệnh View, sau đó các bạn di chuyển đến nút lệnh có tên là Preview Panel, các bạn bấm chuột vào. Và các bạn thấy ở đây nó đã hiển thị chữ Select ở file to preview, tức là chọn một file để xem. Thì khi đó các bạn chọn một file hình ảnh thì nó sẽ hiển thị hình ảnh cho các bạn quan sát. Các bạn chọn một file bản tính thì nó sẽ hiển thị nội dung của bản tính cho các bạn quan sát. Các bạn có thể chọn xem các set dữ liệu. Hoặc là các bạn chọn một file Word thì nó sẽ hiển thị nội dung của file Word cho các bạn quan sát. Như vậy là tôi đã hướng dẫn xong các bạn các thao tác giúp các bạn xem nhanh một file dữ liệu như file Word, file Excel, file hình ảnh trên hệ điều hành Windows một cách nhanh chóng, đơn giản. Chúc các bạn thực hiện thành công. Nếu thấy video này hay thì hãy nhấn like, chia sẻ và đặc biệt là đăng ký để ủng hộ kênh. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.